Xin kính chào anh em đã quay trở lại với Vinh Thành Audio. Trong video ngày hôm nay xin giới thiệu với mọi người về chiếc Mi Đa Kênh đời năm. Model của nó là AVC3890. Với model này thì em đã về khá là nhiều và đã được anh em Audio rất là yêu thích về cái model này. Máy nó sẽ có thiết kế là mặt phay nhôm màu vàng chanh, và ở phần giữa thì nó sẽ có thiết kế là một cái màn hình to đẹp, hiển thị đầy đủ những cái thông tin về ngõ vào, volume và các chế độ âm thanh. Và phía dưới nó sẽ có một cái nắp cốp nha, chứa đựng những cái chức năng điều chỉnh bên trong. Máy thiết kế là mặt phay nhôm màu vàng chanh rất là sang trọng. Và máy về thì nó sẽ kèm theo một cái khiển zin của Danone, đây là khiển zin các đời, có thể chỉnh full được các chức năng của máy. Cái size nó khá là to nha anh em, với kích thước chiều ngang là 435mm nha, chiều cao 170 và chiều sâu là 430mm nha. Và trọng lượng của nó rất là nặng, lên tới là 17,5kg, size to. Với chiếc Mi Đà Nông AVC3890 này thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta kết nối cổng quang, anh em có thể nghe nhạc và xem phim từ Smart TV. Và ngoài ra ta vẫn có thể nghe nhạc từ đồ đĩa với kết nối analog. Nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta rất là nhiều chế độ nghe nhạc và xem phim. Ở đây anh em sẽ thấy là chế độ 7CH stereo. Với chế độ này ta có thể nghe nhạc bằng 7 kênh loa khá là hay, để chúng ta không lãng phí bất kỳ một cái loa nào khi ở chế độ nghe nhạc. Và với thiết kế công suất ở loa 6 ohm maximum của nó lên tới là 180W. Và những điều cho 7 cái loa thì ta vẫn có thể lắp thêm vang số vào để chơi karaoke tốt. Và một điểm đặc biệt của chiếc Mi Đà Nông AVC3890 này thì đó là cái cổng real. Ta có thể sử dụng nó như là một bộ giải mã DAC cho một cái tầm giá cực tốt luôn. Vừa giải mã DAC và ngoài ra ta vẫn có thể điều chỉnh được âm sắc, chỉnh equalizer rất là hay. Thì chút nữa em sẽ giới thiệu lại. Và với chiếc Đà Nông 3890 này, nó đã được sản xuất tại Nhật Bản, Made in Japan, nên cấu hình nó rất là chuẩn và một số cái linh kiện nó đã được lựa chọn rất là kỹ lưỡng nha. Và sau đây thì em sẽ test một đoạn thanh để anh em thưởng thức về chất âm của chiếc Mi Đà Nông AVC3890 với ngõ vào VDB, đây là cổng quang, và ngõ CD là cổng analog nha. VDB và cổng CD là cổng analog. Chuyện nghèo giàu tôi đã thuộc lâu lâu, tôi thuộc là tại sao, là vì tôi biết đâu, biết xót xa nghẹn ngào, thuộc từ khi biết yêu, đắng cay và lệ trào, tình yêu như thay áo, như chuyện đời chẳng đâu phải tôi học đòi theo bạn bè như thói quen mê có đời cà phê tí tách xưa bạn bè còn thương tôi còn gọi mời đến tôi đời nghèo chung canh ngộ mới thấy đau chuyện đời. Em sẽ thấy là với sự hỗ trợ của bộ điều chỉnh equalizer thì chất âm nó đã cải thiện rất là nhiều nha. Và để điều chỉnh equalizer thì ở đây em sẽ hướng dẫn nhanh cho anh em. Ở trên kênh của em đã có rất là nhiều video hướng dẫn chi tiết về sử dụng và cài đặt, anh em có thể tham khảo thêm. Với dòng Đà Nông AVC3890 này thì để điều chỉnh equalizer thì ta nhấn nút setup nha. Và ở một menu system setup ta nhấn enter và di chuyển xuống là menu equalizer setup, nhấn enter. Anh em có thể di chuyển mũi tên xuống thì ở đây nó sẽ cho phép chúng ta điều chỉnh ở tần số 63Hz. Và để tăng giảm cái equalizer tần số 63Hz này thì ta nhấn mũi tên ngang nha. Ở đây thì em đã điều chỉnh sẵn hết rồi. Thì ta có thể điều chỉnh ở tần số 63, 125, 250, 500, 1kg, 2kg, 4kg và 8kg nha. Và khi mà di chuyển lên trên thì ta có thể di chuyển mũi tên trái, phải để thay đổi loa phong, phong left và phong right, tức là loa phía trước ở bên trái, loa phía trước ở bên phải nha. Và tiếp theo nữa là loa center, surround A, surround L, surround R, surround back nha. Rồi thì đây là cái mục để mà điều chỉnh equalizer.
với một chiếc âm đi đàn ông. Thông số cài đặt ban đầu thì ta phải cài đặt là cái cấu hình loa nha, speaker setup, thì tất cả những cái loa em đã lựa chọn là loa lớn hết nha. Nếu như chúng ta điều chỉnh cái mục này nhỏ thì chất âm nó sẽ rất là yếu nha. Rồi tiếp theo nữa là một channel lever, đây là một tăng volume từng kênh loa, thì bắt buộc chúng ta phải cài đặt và tăng cái volume này lên. Tình xuống nha, Beton. Và đây đã tăng lên tất cả là 12 decibel hết nha. Đó là một vài cái thao tác để điều chỉnh equalizer, cài đặt loa. Và tiếp theo đó là điều chỉnh bass chép nha. Ở đây anh em sẽ thấy nút là Tone Control, ta nhấn Tone Control. Thì tại đây ta có thể tăng giảm bass. Và nhấn thêm Tone Control một lần nữa để tăng giảm chép nha. Rất là dễ dàng để sử dụng nha. Màn hình sáng rõ đẹp hết nha anh em. Đây là cảnh mặt trước của máy nha anh em, thiết kế là mặt phay nhôm màu vàng chanh rất là đẹp, nắp cốp bên hông. Thì các chế độ âm thanh đây, stereo standard 5 kênh 7 kênh stereo DSP là các chế độ âm thanh. Nút điều hướng qua lại lên xuống và enter, nút setup nha. Nó cũng sẽ tương tự như là trên cái khiển từ xa nha. Khiển ok nha. Và anh em nhớ giùm em là các công tắc gạt đúng vị trí này nha. Gạt vị trí là âm ly nha. Các núm chỉnh function cũng bằng kim loại và cái núm volume cũng vậy nha. Ở cái núm volume thì nó sẽ có vài cái vết sơn nhẹ nha, không bị cấn nha. Hình thức cũng còn khá là đẹp. Nắp lưng còn rất đẹp nha. Về kết nối phía sau, đây anh em sẽ thấy là toàn bộ những chất cắm được thiết kế là mạ vàng nha. Đây là cổng quang, anh em có thể lấy tín hiệu từ Smart TV xuống, tín hiệu analog, cổng CD. Thông số của chiếc âm đi đời đồng AVC3890, điện áp là 100V, công suất tiêu thụ điện của nó là 290W. Dòng này sản xuất tại Nhật Bản, Made in Japan. Made in Japan nha. Thiết kế rất là chuẩn. Và sau đây thì em sẽ test các ngõ ra loa luôn cho anh em. Hai cổng ra loa phong nha. Và ta có thêm loa center thì ta lắp vào vị trí loa center. Một cặp loa cho vị trí là surround A. Và một cặp loa cho vị trí là surround back nha. Và như vậy là tất cả các kênh loa hoạt động ok. Và đây anh em sẽ thấy là cái khu vực real, thì với cái real này ta có thể sử dụng chiếc pin này như là một bộ dây mã DAC với cổng vào, cái được số đưa vào và sẽ giả mã 24 bit, xuất sang cổng loa phong này nha. Nội thất bên trong cabin đàn ông nha anh em, ruột gan rất là sạch sẽ, đẹp keng luôn nha. Hai tụ lục nguồn to, và với cái dòng này thì nó sẽ đánh là 14 sò thang to nha, to bằng cái lóng tay luôn nha, một sò. Đây là bao xử lý và giải mã DAC nha. Ở đây anh em sẽ thấy là nó đã sử dụng chip giải mã pin rao luôn. Pin rao là một trong những chip giải mã DAC đã được anh em audio rất là yêu thích nha. 1791. Con này làm giải mã DAC ngon bổ rẻ trong tầm giá nha. Made in Japan và chip giải mã pin rao luôn. Xin chào anh em, và sau đây em giới thiệu một vài thông số kỹ thuật của công ty Đợi Nông AVC3890. Thì máy sẽ có thiết kế là màu vàng chanh, phay nhôm màu vàng chanh khá là đẹp. Và nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta cái kết nối cổng quang, anh em có thể nghe nhạc và xem phim trực tiếp từ Smart TV xuống. Và vẫn sẽ hỗ trợ cho chúng ta cái kết nối analog, ta có thể nghe nhạc trực tiếp từ đầu đĩa. Và một số cái tính năng chính của nó như sau.
nó sẽ hỗ trợ là chức năng kỹ thuật số với cái mạch DDSC, mạch âm thanh chất lượng cao, nó sẽ cải thiện cái chất âm rất là đáng kể, và sử dụng cái loại chip DSP giải mã 32 bit, và công nghệ là AL24 đã được áp dụng cho tất cả các kênh với cái bộ chuyển đổi DAC lên tới là 192 kHz 24 bit cho tất cả các kênh, và nó sẽ cải thiện chất âm khá là nhiều. Và ngoài ra với cái dòng 3890 này thì nó vẫn sẽ hỗ trợ cái bộ điều chỉnh equalizer, ta có thể điều chỉnh âm sắc theo ý muốn và điều chỉnh riêng biệt cho từng kênh loa khá là hay. Và nó vẫn sẽ hỗ trợ các định dạng đa kênh cơ bản như là Dolby Digital và cả DTS, và sẽ hỗ trợ rất là nhiều chế độ nghe, và đặc biệt là sẽ hỗ trợ luôn chế độ nghe là 7 kênh stereo để chúng ta có thể nghe nhạc bằng tất cả các kênh loa khá là hay, để không lãng phí bất kỳ một cái loa nào khi ở chế độ nghe nhạc. Và ngoài ra thì nó vẫn có chức năng là phân tần cho loa sub điện với tần số thấp nhất là từ 40Hz cho tới 250Hz. Và một vài thông số kỹ thuật về âm thanh. Với cái công suất âm thanh đầu ra định mức ở loa 8 ohm là 120W, và ở loa 6 ohm maximum của nó lên tới là 180W, và công suất thông thường ở loa 6 ohm là 160W. Tính khá là khỏe, thì với cái dòng này thì ta có thể lắp thêm van số vào để hát karaoke cũng rất là ổn. Và điện áp của nó là 100V, công suất tiêu thụ điện của nó là 290W. Kích thước chiều ngang tiêu chuẩn là 434mm và chiều cao là 171mm và chiều sâu là 429mm, trọng lượng khá nặng 17,5kg. Với chiếc ly đàn ông AVC3890, anh em có thể nghe nhạc và xem phim trực tiếp từ Smart TV với kết nối cộng quang. Và ngoài ra, với cái thiết kế công suất lên tới là 180W, ta vẫn có thể lắp thêm van số vào để chơi karaoke. Một điểm rất là đặc biệt của chiếc ly này thì ta có thể sử dụng để làm giải mã DAC, vừa giải mã được vừa điều chỉnh equalizer, vừa điều chỉnh âm sắc rất là hay. Và với chiếc ly đàn ông này thì em sẽ bán với giá là 4.900.000 đồng, giá chưa bao gồm phí vận chuyển. Anh em mua hàng thì vui lòng liên hệ em theo số điện thoại 0834563852, em ship hàng toàn quốc. Anh em xem kênh, nếu như ủng hộ thì vui lòng nhấn nút đăng ký màu đỏ phía dưới màn hình để luôn nhận được những video mới nhất và nhanh nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.